Rồi hôm nay chài trong cái ao nước đỏ nha. Cái ao này là nước đỏ lòm luôn á. Đây. Chài cá trong ao nước đỏ lòm. Rồi anh em nhớ cho một đăng ký kênh Chài nha. cái ao hay là chài nửa cái ao? Nửa cái thôi, chài trên kia trên sình không á. Chài hết cái ao rồi ha. Nước đỏ lòm này có cá gì nha? Thử thách chài cá trong nước ao đỏ lòm có cá gì? Rồi quá rồi. Từ từ, Nhiều thiệt, nhiều lắm rồi đó nha. nhiều thiệt luôn á. Không biết có cây không, nhiều thiệt. Đó 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 To đó. luôn quá trời ơi. Ủa cá kẹo nữa nè. Đâu đâu đâu, Đâu trời đâu ơi. Quá rồi, quá rồi. Đây nè, ở đây. Quá rồi anh em ơi. Nhiều 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 nghe. Nhiều nhiều nhiều, cá nhiều. Có cá bóng sao luôn hả? Nè. Bóng sao hay bóng sể? Bóng sể. Con nói cá gì? Cá phi con. À cho nó về lại trên. Cho quanh đây đi để nó sống. Để nó chết. Về lại thiên nhiên đi. Thôi đã cho nó bên đây đi nuôi mà. Nuôi hả? Ờ đừng cho cá kia. Nó ta chạy cái nữa ta kiếm con cá nữa. Thôi. Thả nó lại đi. Ta kiếm con cá nữa. Sẽ gì nữa, sẽ thả nó lại bên này đi. Trời ơi, thả hai chiếc vậy. Đó. Quá trời cá luôn rồi. Nhiều chiếc nhưng mà quá trời cá rồi. Đó. Trong máy đều có nha anh em. Cái con đó còn mèo quá hả?